để độ, mình... độ sâu của cái giếng này là nhiêu chú? Biết bao nhiêu tôi đâu biết gì đâu. À, chú là một người Khmer hả? Người Khmer nè. À, con thấy nguyên cái xóm của mình là người Khmer hết á. Người Khmer đó, trong xóm này người Khmer không hả? Dạ. À, dạ mến chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại nhà của chú é. Đây là thuộc huyện Thành Trị của tỉnh Sóc Trăng. Với một cái con đường khá là vất vả để đi tìm đến nhà chú. Nhưng mà vì cái nỗi tò mò và muốn quay một cái clip hứng thú cho cô bác quý anh chị xem, Bùi Hồ đã tìm gặp được chú é. Nơi nhà của chú có một cái giếng nước có thể tự sôi quanh năm. Và thật hư cái câu chuyện này như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng đi theo Bùi Hồ và chú é nha. Hai chú cháu mình đi lại đây nha. Cái giếng này có lâu chưa chú? Giếng này là trên trăm rồi đó. Trên trăm năm ha? Trên trăm năm rồi, ông già tôi còn, người ông người xưa ông còn á. Dạ. Bây giờ ông mất mấy chục năm rồi. Rồi còn tôi sau này đi ở ấy đốt nhang thờ lại. Dạ. Rồi ông trước ông còn á thì ông thờ. À. Rồi sau này ông mất hết trơn rồi mình thờ lại. Dạ. Như trong xóm, trong ấy, ở trong xã này người ta cũng thế gần tháng 3 người ta qua cúng đây á. À. Người ta làm phước đây 3 ngày 3 đêm. Làm sao mà mình phát hiện được cái giếng này chú? Rồi trước khi á, là ông già hồi xưa ổng nói á, là ổng đi chăn trâu chăn gì đó, ổng là thấy đó, thấy nước sôi ở hồi đó là đất quan, đất này đất quan à. Dạ. Rồi ổng đi chăn trâu chăn hồi ổng còn trẻ thì ông chay đi chăn trâu chăn gì ổng thấy đó. Dạ. Cái nó cứ sao quanh năm và sôi như thế này hoài quanh năm, khoảng mùa quanh năm sôi hoài vậy đó. Dạ. Trước đây là mình cha ba của chú là thấy hả? Ừ, cha ông già tôi thấy rồi, ông già xưa ông già cả hồi trước đó. Dạ. Ông thấy. Ổng còn đi coi châu coi gì cái đó. Hồi đó đất quan, đất này đâu có ai mận ruộng mận nương gì đâu. Dạ. Đất quan. Rồi ổng là tám mấy ổng mất rồi. Ổng thấy rồi ổng còn trẻ đó, còn chăn châu đó. Ồ, cứ sôi ột ột quay. Rồi phát ai xây cái thành giếng này chú? Rồi sau này mới ổng họ già cả ổng mất rồi mới con cháu trong xóm này xây lại đó. Dạ. Xây cái giếng. Để độ, mình... độ sâu của cái giếng này là nhiêu chú? Biết bao nhiêu tôi đâu biết gì đâu. À, chú là một người Khmer hả? Người Khmer nè. À, con thấy nguyên cái xóm của mình là người Khmer hết á. Người Khmer đó, trong xóm này người Khmer không hả? Dạ. Cái bề rộng của cái giếng á thì nó khoảng hơn nửa mét à ha. Nhưng mà lúc chưa có cái lúc cái nền này nó mới xây lên thôi hả chú? Hay cái nền này mới xây lên à. Dạ. Sau này mới người ta cho tiền cho gì mình mót mình xây lại á. Dạ. Cho tiền chút đỉnh gì một năm được 2-3 triệu vậy mình mót mình mua đồ sắm lại mua đồ. Dạ. Dạ, chú có múc nước ở giếng này uống không? Đâu có. Không hả? Không. Mọi người có múc nước đồ rửa mặt không? Có múc, có. Dạ. Người ta lại xin, rồi lâu lâu người ta xin một chai ấy, xay nhỏ nhỏ người ta xin đi ra thờ đó. Dạ. Ở một điều kỳ lạ là lâu lâu thì lại có một cái tim lớn như vậy. Ừ. Chú có thọt cái cây xuống thử không? Không, không lâu có dám. Không dám hả chú ha? Không dám đâu. À, chú vẫn tôn thờ cái giếng này ha? Ừ. Đốt nhang, đốt gì ở đây thờ rồi cô bác đã lại ta cho tiền chút đỉnh rồi mình mót để tháng hạn thì gần tháng 3 bắt đầu là vô tháng 2 này bắt đầu làm nữa rồi. Làm gì chú? Làm từ từ thấy cái sân này lại. Cho mọi người đi đến đây ha? Ừ. Để cúng. Cúng. Con thấy gần đây thì chú thờ các tượng Phật nè. Ừ. Dạ. Một cái khi mà có cái giếng này có những điều tâm linh nào liên quan đến cái giếng này không chú? Thấy ông cứ có ông già rồi bà già rồi
Dạ. Ông già cả, ông già, ông tóc bạc rồi, ông băng băng quần trắng. Chú thấy hả? À, nằm mơ thấy hay sao? Nằm mơ thấy. Thấy sao chú? Nằm trên bao thấy đó. Thấy sao chú? Thấy ổng đốt nhang đốt gì trong này nè. Ờ. Thấy ổng cuốn lại đốt nhang, cũng như mình ổng có là ấy, ổng lại giống như vậy. Nằm trên bao thấy một ông cụ tóc bạc. Ông cụ tóc bạc. Dạ. Đốt nhang ở đây. Thì ổng lại ổng đốt nhang, ổng thờ, ổng đọc kinh gì mình đâu có biết. Dạ, ổng đọc kinh luôn ha. Đọc kinh luôn. Dạ. Nhà mình thì ở bên kia, còn cái giếng thì ở bên đây. Ừ. Tình cờ là ba của chú phát hiện ha. Ừ. Lúc đó là ba của chú là bao nhiêu tuổi, ba có kể lại hay không? Ổng rồi thấy là ổng có một đứa con à. Dạ. Con người anh tôi là ổng mất, y mất rồi. Dạ. Sau này tôi còn nhỏ, tôi đâu có biết gì đâu. Ổng lại mấy ông già cả trong xóm này, ổng thờ ổng là thấy đó, ổng thờ ổng rằm tháng 3, ổng 10, ổng lục, ổng gì lại cúng lại gì. Bây giờ hồi đó còn lát còn nước ấy không hả? À? Chưa ấy cái đền này đâu. Dạ, nước ở dưới này lạnh không chú? Không có lạnh gì đâu. Ừ. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 84. 84 tuổi. Cái thành giếng này là xây lâu chưa chú? Thành giếng này xây cỡ chừng 20 năm. 20 năm. À, lúc đó là ba của chú xây luôn. Không có. Sau này tôi xây. Chú xây. Trong xóm này người ta xây lại. Trước đây ở đây là một cái lùm cây hay sao chú? Ừ, lùm cây. À, trước đây là một cái lùm cây, nhiều cây lắm. Cái đó là cây dài cái cây mà lại cây dừa cái gì đó mà lum lá đó cây. Dạ. Bát cây gì cây. Dạ. À, theo thưa cô bác quý anh chị, theo chia sẻ của chú é thì cái giếng này có tuổi đời hơn 100 năm và được phát hiện bởi ba của chú sau một lần đi ruộng hả chú? Đi ruộng, đi chăn trâu đó. Đi chăn trâu và phát hiện được. Và đến thời điểm này qua hơn 100 năm thì cái giếng này vẫn sôi. Và đặc biệt thì giếng này nó người ta múc lên, người dân ở đây họ rất là tôn kính cái giếng này hả chú ha? Ừ. Tôn thờ cái giếng này. Và vào tháng mấy thì cúng chú? Gần tháng 3. Gần tháng 3 là sẽ có một lễ cúng giếng này ha? Lễ cúng 3 ngày 3 đêm ta làm khước. Ông lục, ông mười, ông lục rồi lại. À, trước đây thì Bùi Hồ có quay một cái clip về cái giếng tự sôi. Và ở tỉnh Vĩnh Long vẫn có một cái giếng. Và cái giếng nó tự sôi và lớn hơn cái giếng như thế này. Và vẫn sôi quanh năm. Ở đó thì người ta xây thành một cái thành, cái thành tròn đó, và đặng vấn đất luôn. Còn ở đây chú thì được xây bằng một cái miệng của cái giếng như thế này. Và lúc nãy Bùi Hồ có lại thì miệng giếng như thế này chú vẫn được đậy kín. Và lại thì khi mà khách tham quan lại thì chú vẫn cho xem. Cho xem. Cho xem hết. Dạ. Đậy lại sợ bụi gáp bụi gì vô rồi mình lá cây lá gì nó rớt nó vô bay vô. Khi mà có cái giếng này thì nhà của chú làm ăn có lên gì không? Khá giả lắm không? Cũng vậy à, mình ăn cũng đỡ không phải không có mấy gì lên, mình cũng đỡ vậy thôi. Ừ. Chú là người Khmer nên chú nói việc chuyện tiếng Kinh thì ngôn từ nó hạn chế hả chú ha? Đó, mọi người có thấy được nếu như mà có về đây thì hãy xem một cái giếng tự sôi như thế này. Nó cứ sôi ục ục lên nè chú ha. Ừ. Rồi mấy bữa trước bên Sài Gòn đã cũng xuống lại thăm. Dạ. Lại bằng xe đậu chỗ ngã tư. Dạ. Lại 7 người. 7 người. Bạn nói tên gì chú? Tôi biết tên gì. À, không biết tên. Mình bà sáu người đàn ông người. Ngoài cái câu chuyện chú thấy thì những người mà lại đây để mà chứng kiến cái giếng này và cũng như là lại người dân ở đây cúng thì
họ có kể về gì về sự linh thiêng của cái giếng này không chú? Thì người ta lại người ta cúng gì gái cho mạnh ăn mạnh giỏi gì khỏe sức khỏe gì ra sau này ra qua người ta cúng. Dạ. Và thấy linh 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 nghiệm ha. Ừ, thấy linh thì ra mạnh ăn thì cho bệnh hoạn gì á mạnh ăn khá giả nè. Dạ. Đạt người ta lại người ta cúng hoài. Vậy là cái ngôi bằng tre cái giếng này là cũng người dân ở đây gom tiền lại hả? Dân ở đây gom tiền lại. Dạ. Gom tiền rồi nước ấy người ta cho mà con cô bác người ta lại thăm phải cho chút đỉnh nhá. Dạ. Ở chú là người chủ động xây. Ừ. Chủ động anh em trong này xây. Dạ. Ồ. Chú Én là năm nay 70 mấy? 84. Ôi, 84 mà còn khỏe hả vậy? Sinh 1935. Trời ơi, khỏe quá ha. Ba của chú Én ngày xưa mất là bao nhiêu tuổi? Ông già mất sao còn được có 60 à. Dạ. Chú năm nay thì 84 tuổi mà nhìn chú sức khỏe. Hay ghê. Đốt nhang thờ mỗi ngày vậy, gái đừng cho có bệnh hoạn gì cho sức khỏe mạnh giỏi gì. À, hôm nay thì chú cho con đốt cây nhang nè. Có nhang ở trên, có quẹt trên đó không chú? Có nhang, không có quẹt. Để chú vô lấy quẹt. Dạ. Hôm nay thì đến đây có tượng Phật ở đây thì mình cũng đốt nhang để tỏ lòng thành kính. Trước đây á, thì Bùi Hồ có quay một cái clip về một cái giếng tự soi ở Vĩnh Long. Và cái giếng tự soi này ở Vĩnh Long này so với cái giếng ở Sóc Trăng này á thì có những cái đặc điểm giống nhau. Đó là trước đây vẫn là một cái lùm cây. Đó. Và trước đây là một cái lùm cây và mặc dù là tự soi nhưng mà nước ở trong giếng thì vẫn lạnh và cá có thể sống được ở trong đó. Theo nghiên cứu theo mình nghĩ thì nếu như về theo vấn đề khoa học thì cái giếng này tự soi được do là lượng khí mê tan do các chất ủ ở trong lá nó tạo thành một cái khí mê tan. Và cái khí mê tan này nó cứ việc mà bốc lên thì sẽ gây nên cái hiện tượng sôi trong giếng và nước vẫn lạnh. Nhưng mà nếu như có khí mê tan thì mình ở trên cái miệng giếng á mình đốt lên thì nó sẽ cháy, nhưng mà đặc biệt ở đây nó không cháy. Đó là một trong những cái điều mà khó giải thích đến thời điểm bây giờ. Và hôm nay thì mình có dịp đến đây, mình cũng muốn đến đây để mình thắp hương để cầu nguyện cho gia đình năm mới mình khỏe. Nên bên Sài Gòn lại mua bông mua gì đó, mua đồ lại cúng. Dạ, thôi cho con thắp ba cây hương nha. Dạ. Con đến đây thì hằng ngày thì chú vẫn lo cái việc mà nhang hương khói ở đây hả chú hả? Dạ chú, chú con đêm đốt nhang rồi đốt đèn sáng đêm á, đèn cháy sáng đêm á. Cho mạnh giỏi đi, cho sức khỏe cho mạnh giỏi, đừng cho bệnh hoạn, đừng mần ăn cho phát đạt, cho mần ăn khá giả rồi sau này lại ta lại cúng cho. Dạ. Hôm nay đến đây thì có dịp cùng với lại chú Én là một cái cao niên, có tuổi cao niên ở trong cái ấp Tăng Lợi này lại. À, thì đến đây được chú chia sẻ những cái câu chuyện mà trước đây những bậc tiền nhân như là ba của chú phát hiện ra được cái giếng đến thời điểm này là trên 100 năm. Thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác một cái địa điểm trong cái khu vực của thành phố Sóc Trăng này, để mong cái video clip này mang cho cô bác quý anh chị những điều lạ kỳ
để coi như là một để điều tín ngưỡng trong cuộc sống. Và chắc Bùi Hồ và cũng như chú kết thúc video clip tại đây ha. Chú ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip tiếp sau.